Ok, vậy hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Hắc Vinh đây. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với tựa game Black Food ha. Thì có nhiều người á học Haki V2 á không được ha. Tại sao? Đây, thì mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tại sao mà các bạn không học được Haki V2, Haki Vang Sát V2 ha. Thì trước tiên á thì các bạn nào biết rồi thì hãy bỏ qua video này ha. Còn những nào bạn chưa biết á thì hãy coi hết video ha. Thì đầu tiên á, các bạn phải về sim 1 cho mình ha. Đấy, nó sẽ hiện cái bảng mà go away đó. À không được ha, thì không nhận được, nó cơ bản quá yếu để học học Haki V2. À thì các bạn hãy lên đảo trên trời, thì nói cái thằng Usopp á, nó đi cho các bạn, nó sẽ kiểm tra các bạn Haki các bạn đã mát chưa. Hay nếu mà Haki các bạn đã mát rồi thì các bạn có thể học được ha, còn chưa mát thì bỏ qua đi, học tiếp đi. Ở đó mà làm kiểm tra làm ô. Đây, bây giờ mình phải chạy lên đây. Khổ thế nhờ. À, ăn trái phạt tổ giờ không bay được, giờ mình nhảy lên khổ quá. Giờ chạy thấy mỡ luôn. Rồi. Rồi. Từ từ. Để mình coi lại đã. Chỗ nào quên bà rồi. Lâu quá rồi sơ một quên đường hết rồi. Nhíu mà. À đây nhanh rồi. Đây lên chỗ kia kìa. Lên cái chỗ đám mây các bạn sẽ treo lên cái bầu trời cao ha. À, nếu các bạn không có trái bay mà trái bay lâu lắm các bạn, nên các bạn khi các bạn bút trái tele cho lên cho lẹ ha. Hay đây ui rồi không có trái bay nó cực á, mấy em té sắp mặt rồi. Giờ lên thôi, đi lên. Hay các bạn sẽ dùng một cái chiêu nổ tung á, để nổ tung đám mây các bạn sẽ đi lên đó ha. Đây mình lên đây, ủa cái gì kia, ui để mình biết. Ui tên ai vậy? Ui được fan tặng à? Kìa. Ui chết, mình biết gì? Ui cảm ơn bạn. Ui, cái gì đọc tên lại coi. Bạn nói tên gì nhờ? Ờ, cảm ơn bạn Quang Minh nha. Ok. Ừ. Cảm ơn bạn Quang Minh rất nhiều nha. Để tí kiểm tra bây giờ, quay lại vấn đề chính đi ha. Ờ, đây, chạy lên đây. Các bạn sẽ thấy thằng đền thờ ha. Đây lên đó cái thằng Usopp nó sẽ kiểm tra sức mạnh các bạn. Đây. Thì hiện tại mình làm video V2 rồi, mình làm từ sáng đến tối, từ đêm đến sáng quá không học được là do cái này nè. Đấy, mình đã chưa mát. À, mình chưa mát ha. Các bạn phải đủ 5.000 nên lần né nó mới mát. Còn các bạn nào chưa đủ 5.000 lần né thì nó sẽ chưa mát đâu mọi người ạ. Đó, đó là lý do các bạn sẽ không học được Haki V2 ha. Đó, thì đó là lý do chất lượng giảng luôn, về kiểm tra thôi. À, nhưng mà cần học V2 thì mình sẽ chỉ vào clip sau ha. Hoặc Haki V2 chỉ cần 1.800 level thôi và đủ mát Haki quan sát thôi, không có cần cái gì nữa hết. Đấy, mình sẽ làm video hướng dẫn sau, giờ mình đã luyện tập đó. Hay ui rồi quay cách trưởng à, cho mình chay phật tổ mình biến luôn. Ui tốt thế nhờ, cảm ơn bạn Vinh nhiều nha. Cảm ơn bạn không bị đang cần luôn à. Ui bạn này biết mình đang cần hay sao, bạn vô mình giúp luôn mình hay gì. Cảm ơn bạn nhiều nha. À bây giờ mình sẵn đây, clip thì ngắn quá, quay luôn video chiêu luôn ha. À, chỉ chiêu ít của nó và chiêu Z của nó biến hình giống như Titan đó, nhiều cái YouTuber khác cũng đã review rồi ha. Đơn giản mà đúng không? Như ít ra các bạn sẽ giọng xuống hay gì, giọng delay chậm thì nó sẽ giọng nhanh hơn và mạnh hơn. À, hiện tại mình chưa năng chắc quỷ ha. À, giờ đây bạn tung ta vô. Bạn đó tên là Văn Minh. À, bùm. À, chữ C thay vì các bạn nhảy lên và đấm một phát, bây giờ nó thành một cái chưởng rồi. À, một cái chưởng ấy, giống như Kamehameha á, nhưng mà đây thuộc dạng rồng ở chính giữa. Úp, mày con. Rồi đó, các bạn thấy đó, chiêu F là các bạn, cái chiêu 5 chiêu ha, cái thức tỉnh lên các bạn sẽ chiêu F đầu tiên là các bạn sẽ lôi đối phương. Đó, à, bạn đập nó xuống, nó sẽ văng xuống biển. Đây, bên dưới lại xem. Đây. Coi các bạn. Mày ăn con đâu mất tiêu rồi. Lại đây đó. Ui rồi đã rồi. Đó, đó là tất cả những chiêu đang thức tỉnh được ha. Còn chiêu cuối thì mình chưa có luyện xong. Chỉ thế thôi. Và ok thì clip này cũng đã dài rồi, nên các bạn thích video này thì một like, share, subscribe cũng như là cái channel của mình nha. Ok mệt mỏi quá. Kết thúc video thôi. Ủa, cảm ơn một lần nữa, cảm ơn bạn Quang Minh đã hỗ trợ mình, đã cho mình chat quỹ bình điển ha. Ok, cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.